Anh build đội hình châu Á đi. Ok, hôm nay thì mình sẽ build đội hình châu Á. Chỉ số mới sau bản cập nhật mới nhất này nhá. Và mình sẽ so sánh luôn đội hình châu Á vơ bản 21 và bản 22 để xem các cầu thủ có khác nhau nhiều không. Rồi, thế đây là cái hạt trắng ban đầu của chúng ta. Hiện tại mình có Siro, Immobile là mình nhận từ lúc đầu. Ronaldo thì mình đã scout ra và mua được nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng đội hình châu Á trên DLS23 với 26.000 vàng. Đầu tiên thì mình đang có hai cái thẻ Agen Legendary. Thì mình sẽ mở luôn để xem được cầu thủ nào nhá. Cầu thủ đầu tiên. Và đó là Jovatic của Liverpool. Chỉ số còn có 80 thôi. Hàng của Liverpool mùa này thì bị giảm khá là nhiều. Thẻ tiếp theo, chúng ta có một người khác. Đó là Edouard Mendy của Chelsea các bạn. Chỉ số được tăng lên 82. Là Edouard Mendy và Matic của chúng ta. Và mình sẽ scout thêm nhé. Mình sẽ tìm thêm một cầu thủ vàng nữa để nâng team rating lên. Dán Ben White. Robin Gosens. Dán cầu thủ trắng. Mình sẽ đổi sang một thẻ Legendary nhé. Đây rồi. Và chúng ta đã có ngay Vinicius. Tất nhiên là mình sẽ mua ngay rồi. Vinicius đang chơi cực hay. Càng chơi càng hay. Tiếp theo chúng ta là 67.2. Bây giờ chúng ta sẽ đá như bình thường để tìm các cầu thủ của Nhật Bản nhá. Đây là Vinicius. Và đầu tiên mình tìm ra con hàng đó là Mitoma của Brighton các bạn nhá. Cầu thủ đang chơi cực hay. Dự là sắp tới cũng sẽ lên thẻ xanh thôi. Đây là Mitoma. Tiếp theo đó là Furuhashi, tiền đạo đang chơi cho Celtic của Scotland các bạn. Tiền đạo chỉ số 71, khá là ok. Maeda là đồng đội của Furuhashi, cũng đang chơi cho Celtic ở Scotland các bạn nhé. Tiền đạo có chỉ số 68, tốc độ và tăng tốc khá là nhanh. Lee Kang-in, hiện nay đang chơi cho Mallorca ở La Liga các bạn nhé. Đội hình châu Á của chúng ta thì đa phần là Nhật Bản và Hàn Quốc các bạn. Phần lớn là Nhật Bản. Đội hình châu Á thì cũng không khác gì là đội hình Nhật Bản luôn các bạn. Tiếp theo đó là Wang Hee-chan, cầu thủ sinh năm 96 và đang chơi cho Wolverhampton của Anh các bạn ạ. Đây là Wang Hee-chan của chúng ta, chỉ số 71. Tiếp theo mình tìm ra đó là Fujimoto, cầu thủ sinh năm 99 và đang chơi cho Vicente ở Bồ Đào Nha các bạn nhé. Cũng là một cầu thủ của Nhật Bản. Một AM, chỉ số 66. Onaigu, cầu thủ gốc Nigeria và đang thi đấu cho câu lạc bộ Tolu ở League One của Pháp các bạn nhé. Anh có chỉ số 66. Hatate cũng là một cầu thủ của Nhật Bản và cũng đang chơi cho Celtic ở Scotland. Có khá nhiều cầu thủ Nhật chơi bóng tại đây luôn các bạn. Tiếp đến đó là Minamino, từng là niềm hy vọng của Nhật nhưng mà do anh chọn sai nền văn minh khi mà gặp đến Liverpool, không thể chen chân được vào đội hình chính và không thể hiện được nhiều. Hiện giờ thì anh đang chơi cho Monaco của Pháp các bạn nhé. Tiếp đến đó là Ito, cũng là một cầu thủ của Nhật, chỉ số 72, khá là ngon. Hiện anh đang chơi cho Rennes ở Ligue 1 của Pháp các bạn nhé. Morita hiện đang chơi cho Sporting Lisbon của Bồ Đào Nha, đội bóng cũ của Cristiano Ronaldo. Morita thì có chỉ số là 68, chỉ số 1 DM, rất đều là 6x cả các bạn. Tiếp đến đó là Kim Min-ji, một cầu thủ chỉ số 75 mới được thêm vào game các bạn ơi. Chỉ số khá ngon nhá, chiều cao cũng rất là khủng nhá. Hiện đang chơi cho Napoli của Ý các bạn ạ. Tiếp đến đó là Son Heung-min, cầu thủ xuất sắc nhất châu Á, chỉ số 83, quá ngon ở trong game rồi, có thể cạnh tranh sản phẩm với bất kỳ cầu thủ nào luôn. Đây là Son Heung-min. Tiếp đến đó là Etiuret, GK chỉ số 68 của Philippines, hiện anh đang chơi cho Birmingham của Anh các bạn nhé. Hậu vệ phải Sugawara, một hậu vệ chỉ số 67 của Nhật Bản, hiện anh đang chơi cho Victoria ở Bồ Đào Nha. Anh sinh năm 96 các bạn nhé. Tiếp đến đó là GK,
Kawashima, lão tướng sinh năm 83 liền. Năm nay thì anh cũng đã 40 tuổi rồi. Đang chơi cho Strasbourg của Pháp các bạn ạ. Tiền đạo người Iran, Taremi, thì đang chơi cho FC Porto của Bồ Đào Nha. Tiền đạo cũng rất là chất lượng ở trong game luôn. Chỉ số 76, quá tuyệt vời. Somurodov, một tiền đạo của Uzbekistan, chỉ số 70. Anh đang khoác áo Thái Roma của Ý các bạn nhé. Tiếp đến đó là Tomiyasu, anh cũng đang chơi rất là hay trong màu áo của pháo thủ, sinh năm 98 và chỉ số hiện tại là 73, cũng rất là đều, có thể chơi được hậu vệ phải hoặc là trung vệ đều được. Đây là Tomiyasu. Và hiện tại đã có bản cập nhật mới, cập nhật chỉ số của các cầu thủ các bạn nhé. Và trong đó có các cầu thủ của châu Á chúng ta, mình đã mua rồi, cũng được tăng chỉ số như là Mitoma nhé. Mitoma thì đã tăng chỉ số rồi. Hay là anh Kim của chúng ta, anh Kim cũng đã tăng chỉ số nhé. Và Morita nữa, chúng ta sẽ phải bán đi để mua lại. Đây chúng ta sẽ bán đi nhá. Benzender thì bây giờ đã lên vàng rồi, bán luôn. Đây là anh Kim của chúng ta, một con hàng trung vệ cực kỳ ngon, chiều cao khủng. Morita và Mitoma bán đi và chúng ta bắt đầu săn lại. Và tiếp theo mình tìm ra được Yuki Soma, cũng là một cầu thủ của Nhật Bản, chỉ số 66 các bạn, tốc độ và tăng tốc cũng khá là nhanh. Đây rồi, đây là Morita của chúng ta, mình vừa bán xong và bây giờ đã được tăng chỉ số lên 70 rồi và lên thẻ xanh các bạn nhá. Và chúng ta bắt đầu mua thôi. Ô cái gì vậy các bạn ơi, bịp à? Rõ ràng là thẻ xanh mà các bạn, sao mua về chỉ số 70 lại thành thẻ trắng được nhỉ? Như thế này thì khác gì ông nhà phát hành game treo đầu dê mà bán thịt chó à? Này hơi ảo nhá. Cái này chắc là lỗi rồi các bạn. Chắc là thời gian sắp tới lại tiếp tục cập nhật để vá lỗi. Tiếp đến đó là Kubo, chỉ số 70. Và chắc là cũng chung số phận với Morita mình vừa mua rồi. Đúng rồi, chúng ta mua về lại trở thành thẻ trắng. Đúng là độc lạ DLS. Đây là chỉ số 70 ở Bình Dương rồi. Đây rồi, đây là Kim Bim Dê của chúng ta, đã tăng chỉ số từ 75 lên 78 các bạn nhá. Chỉ số cực kỳ ngon luôn, giờ chờ 85 và tăng 82. Quá tuyệt vời, mới một con hàng châu Á. Tiếp đến đó là Mitoma của chúng ta đây, đã tăng chỉ số lên 73 các bạn nhá. Ai xem trận Brighton và Liverpool vừa rồi thì có thể thấy là Mitoma chơi hay và nổi bật như thế nào. Mình chỉ xem qua highlight thôi, nhưng mà thấy Mitoma hành hạ Trent Alexander-Arnold suốt cả trận, quá khủng khiếp với một con hàng châu Á. Và đội hình châu Á trên DLS23 của chúng ta hiện tại thì mình đã build được các cầu thủ, đó là Sarami, Taremi, Minamino, Ito, Wang Hae-chan, Mitoma, Sugawa, Kim Min-jin, Sugawara, Tomiyasu, GK Etheret. Bên ngoài chúng ta có Furugashi, Morita, Somurodok, Kubo, Fujimoto, Hatate, Soma, Lee Kang-in, Maeda, Onaigu và GK Kawashima. Thì đó là các cầu thủ của châu Á mà mình đã mua được trên DLS23 nhé. Vẫn là còn thiếu một vài cầu thủ nữa, ví dụ như là GK Rian. Và chúng ta sẽ so sánh đội hình châu Á phiên bản DLS21 và DLS22 các bạn nhé. Ở các phiên bản trước thì chúng ta sẽ mua được các cầu thủ châu Á như thế nào. Furugashi và Watachan thì vẫn còn trên DLS23. Đây là Goulet, Goulet thì đã bị xóa khỏi game rồi nhá. Đó, Minamino và Taremi thì vẫn còn, Kubo thì vẫn vậy. Kubo thì được tăng chỉ số rồi, lần này là Kubo chỉ số 68 mà. Còn tiếp theo đó là Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu chúng ta chỉ mua được ở trên DLS21 thôi các bạn nhá. Đó, bây giờ thì cũng đã bị xóa khỏi game rồi. Rất nhiều bạn vẫn hỏi mình là có tìm được Đoàn Văn Hậu không. Chắc mấy bạn này là mới chơi game nên là chưa biết. Đoàn Văn Hậu thì bị xóa lâu rồi nhá các bạn. Còn đây là Yoshida, cũng là một người hùng của đội tuyển Việt Nam chúng ta, góp phần Nhật Bản cầm hòa Việt Nam 1-1. Đây là Tomiyasu, thời điểm mà vẫn chưa lên thẻ xanh. Đó, đây là Sakai, Sakai thì cũng đã bị xóa khỏi game rồi các bạn nhá. Còn đây là Rian, Rian bây giờ chỉ số là 72 thì phải, mình không nhớ rõ lắm. Còn trước đó thì Rian chỉ số 74, một GK của Australia. Bên ngoài chúng ta có Inui này, Nakamura, Morita, Morita thì vẫn đang còn. Đây không phải của Nhật, đây là một CB của Brazil, nhưng mà sao chờ khá là khủng, tắc cũng rất là ngon luôn, tắc 82 liền. Đây là Nakajima, tốc độ và tăng tốc cũng khá nhanh. Sugawara vẫn đang còn. Okazaki hiện tại thì mình cũng không thấy. Đây là Kawashima nhá, vẫn đang còn trong game.
Maeda cũng vậy, vẫn đang còn. Đây là Ritsuda. Ritsuda mình hiện tại mình tìm không thấy các bạn. Nagatomo. Hết rồi. Đây là Ismaila Sa, một con hàng của DNS 21 các bạn. Có tốc độ và tăng tốc ngang với Kylian Mbappe luôn, cực nhanh. Con hàng thẻ trắng, hiện tại thì lên thẻ xanh, nhưng mà tốc độ và tăng tốc bị giảm rồi. Đây là Dani Lundin, mình cũng vừa mới làm video trải nghiệm xong và nâng cấp mắt chỉ số lên shop bản chất. Namaso lúc này shop đang là 88 các bạn nhé. Và hiện tại thì Namaso tăng chỉ số lên 61 và shop chỉ có 62 thôi, 6x. Nói chung là bây giờ không có gì đặc biệt cả. Và tiếp theo sẽ là chương trình tặng quà cho các bạn. Tặng cho các bạn một con ạc hiếm của bạn khán giả gửi tặng các bạn nhé. Đây là con ạc có Neymar 86, cực kỳ ngon đấy các bạn. Neymar được 6 dòng 100. Còn đây là Đoàn Văn Hậu, đã bị xóa khỏi game từ rất lâu rồi. Đó, đây là Philip Nguyễn của Công an Hà Nội nhá, cũng đã bị xóa khỏi game. Sadio Mane của Bayern Munich cũng đã bị xóa khỏi game. Havertz bị giảm chỉ số nhá. Lukaku giảm chỉ số xuống còn 80, chỉ số hiện tại là 83 các bạn ạ. Đó, một con ạc rất ngon. Bây giờ các bạn comment cho mình một số có 2 chữ số và không chỉnh sửa. Bạn nào comment 2 số trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt số số miền Bắc ngày 26 tháng 2, và nhanh nhất sẽ là bạn trúng thưởng cái ạc này. Đừng quên ủng hộ mình một đăng ký kênh và tham gia group, mình có để dưới phần mô tả của video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các event sau. Bye bye.